Chào mừng quý vị cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều tài lộc. Thưa quý vị, theo tử vi 12 con giáp, đây là những con giáp may mắn nhất trong ngày 27 tháng 12 âm lịch. Trong hôm nay, các bạn sẽ kiếm được bộn tiền bởi công việc làm ăn, kinh doanh vô cùng thuận lợi, mỹ mãn. Nếu trong ngày hôm nay bạn có những hợp đồng quan trọng thì hãy chuẩn bị thật kỹ lưỡng để gây ấn tượng với đối tác. Bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, hợp đồng sẽ được ký liền tay, tiền về ngay tài khoản. Ngày 27 cũng là ngày mà tình duyên của các bạn hễ bước chân ra đường là sẽ được người khác để mắt đến. Nên các bạn còn đang cô đơn, hãy tận dụng cơ hội ngày hôm nay để có người yêu nhé. Và đó là các con giáp Tý, Sửu, Dần, Thìn, Thân, Hợi. Tuổi Tý, xem tử vi 27 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp, chính quan soi đường, hôm nay chính là ngày người tuổi Tý khẳng định vị thế của mình. Với đầu óc minh mẫn, bạn thường đưa ra những phương pháp giải quyết vấn đề cực kỳ mới mẻ. Người làm lãnh đạo cũng nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhân viên cấp dưới. Bạn đề ra được những đường lối đúng đắn, giúp tập thể thoát khỏi lối mòn và hướng tới những mục tiêu có tính khả thi. Trên phương diện tài lộc, bạn cũng phát huy được thế mạnh và tạo được ấn tượng tốt cho khách hàng hoặc đối tác của mình. Do đã có chỗ đứng trên thị trường nên bạn chẳng phải lo lắng quá nhiều đến các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, trong ngày thủy vượng như hôm nay, bản mệnh cần chú ý gìn giữ sức khỏe, đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và người làm văn phòng. Nếu có thời gian, hãy tập luyện thể dục thể thao, chớ ngồi một chỗ quá lâu hoặc làm việc quá sức. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn của phong thủy Gia Cát, đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Sửu, tam hội giúp sức, người tuổi Sửu gặp được nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức. Vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên bạn có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn, tương xứng với năng lực của mình. Người làm ăn kinh doanh nên tranh thủ ký hợp đồng trong hôm nay. Bạn nên đưa ra những quyết định dứt khoát, chứ đừng chần chừ, do dự, kéo cơ hội vụt qua. Đối tác của bạn ở thời điểm này là người đáng tin cậy. Người tuổi Sửu không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc trong hôm nay. Những thành tích tốt trong công việc sẽ giúp bạn thu về được một khoản tiền rủng rỉnh. Với người làm công ăn lương, chắc chắn bạn không thể thiếu được những khoản thưởng nóng, nhiều thành tích cao và những đóng góp cho tập thể. Cấp trên hẳn sẽ không keo kiệt với một nhân viên xuất sắc như bạn. Về mặt tình cảm, cát tinh tạo điều kiện cho những người độc thân từ từ tìm hiểu đối phương và mở lòng mình hơn. Trước khi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cũng có thể làm những người bạn để cùng chia sẻ những vui buồn hàng ngày, đừng quá đặt nặng vấn đề. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Dần, theo tử vi 27 tháng 12 năm 2022 của 12 con giáp, thủy sinh mộc báo hiệu những dấu hiệu cắt lành trên con đường xã giao của người tuổi Dần. Bạn nhanh chóng kết bạn và hòa nhập với tập thể, nhận được sự yêu mến của nhiều người xung quanh. Trong gia đình, bạn là một người vợ, người chồng mẫu mực khi luôn giúp đỡ nửa kia và lắng nghe con cái. Bầu không khí trong nhà bạn lúc nào cũng hòa thuận, đầm ấm, khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị. May mắn hơn, một số người còn có thể chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương trong thời gian này, từ đó cải thiện được mức sống của mình. Hãy coi đây là động lực để bạn cố gắng hơn nữa trong tương lai, bởi tiềm năng của bạn vẫn chưa được phát huy hết đâu. Với người làm kinh doanh, bạn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên chẳng sợ đối thủ cạnh tranh chơi xấu. Bạn nắm rõ các thế mạnh và phát huy đúng lúc, đúng chỗ, từ đó thu hút được lượng khách hàng trung thành ngày càng đông đảo. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi Thìn, tử vi ngày 27 tháng 12 năm 2022 âm lịch của 12 con giáp cho thấy tam hợp giúp sức, người tuổi Thìn không phải lo lắng gì nhiều về công việc trong hôm nay. Bạn thậm chí không phải cố gắng quá sức vì đi đâu cũng được người giúp đỡ. Người trẻ tuổi còn có thể nhận được sự chỉ điểm của quý nhân, hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, rồi bạn sẽ được truyền dạy cho nhiều kinh nghiệm quý giá để áp dụng vào thực tế công việc, tránh được những nguy cơ trước mắt.
Tài lộc cũng có những điểm sáng đáng kể, công việc thuận lợi, tất nhiên kéo theo tiền bạc tăng tiến. Bạn không thiếu các khoản hoa hồng, thưởng nóng khi thực hiện thành công các dự án. Người làm ăn, kinh doanh cũng gặp nhiều điều thuận lợi khi mở rộng thị trường và đối tượng khách hàng. Nhờ có tầm nhìn xa trông rộng, bạn biết được mình nên làm gì để kiếm về tiền tài dư dả. Thổ khắc thủy, tiếc rằng quan hệ giữa bạn và nửa kia lại không thực sự hòa hợp. Bản mệnh cần sự kiểm điểm bản thân, xem mình có đang hành động quá mức vô lý hay không. Bạn đừng nên bắt ép đối phương chiều chuộng mình vô điều kiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình. Vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chung mười quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tuổi thân, thiên tài nâng bước, người tuổi thân có một túi tiền rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu. Đặc biệt, nếu bạn là người dành thời gian cho các công việc tay trái, thì nay là lúc bạn nhận được tiền công xứng đáng. Thậm chí có một vài người may mắn đến mức nhận được tiền nhờ vào may mắn của mình. Đó có thể là các mối đầu tư nằm yên trước đó, nay bỗng sinh lời hoặc là giải rút thăm trúng thưởng. Khi cầm tiền trong tay, hãy có cách chi tiêu hợp lý nhé! Kim sinh thủy cho thấy người ấy đang dành cho bạn tình cảm chân thành, con giáp này cảm thấy những hy sinh trước đó của mình thực sự xứng đáng. Bạn cũng đã được đối phương yêu thương và quan tâm hết lòng. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi thân nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân thân tí thìn của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi thân để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Tuổi Hợi, xem tử vi hôm nay tam hội nâng đỡ, người tuổi Hợi nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nên dù có phải trải qua khó khăn cũng không quá đáng lo. Đối phương luôn có cách giúp bạn gặp dữ hóa lành, thậm chí biến nguy thành cơ. Khi cơ hội hiếm ai có được xuất hiện trước mắt, bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt chứ đừng nên chần chừ, do dự. Bạn nên tin tưởng hơn nữa vào tiềm năng của mình, bạn vốn là người rất có tài, chẳng qua là bạn chưa thể hiện bản thân mà thôi. Trong ngày này, vị trí của thai thần ở hướng Tây Nam phía ngoài phòng bếp, bếp lò và phòng giã gạo. Do đó không nên lui tới, tiếp xúc nhiều, di chuyển vị trí hoặc tiến hành sửa chữa những đồ vật và nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Để đường công danh tài lộc được thuận lợi, gia chủ tuổi Hợi nên sử dụng vật phẩm phong thủy. Tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi của phong thủy gia cát, đặc biệt là vòng được thầy gia cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Hợi để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 12 năm 2022 âm lịch, tức thứ Tư ngày 18 tháng 1 năm 2023 dương lịch, là ngày Bính Tý, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần. Ngày này có nạp âm là Giản Hạ Thủy. Ngày này thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt là tuổi Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy cùng, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ, kỵ tuổi Canh Ngọ và Mậu Ngọ. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 6 con giáp may mắn nhất trong ngày hôm nay. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989349119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!